Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật rồi. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Gọi điện hoặc nhắn tin thôi. Mình gọi điện cho nó nhanh nha mọi người. Đó. Rồi hôm nay em về mấy cái món đồ sau đây ha. Đây có cái máy massage của Nhật nè. Rồi dưới đây cái quạt ion. Được cái quạt ion 3M. Cũng là hàng Nhật. Xài điện 100V ha. Rồi mấy cái bánh xe với lại móc khóa an toàn. Cứ kẹp ha. Rồi mã video hôm nay là 195 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ mã video với lại mọi sản phẩm em sẽ có mã riêng ha. Ví dụ mã số 2 nè. Rồi bên em mua bán hàng thì nhận không nhận ship code nha mọi người. Mọi người mua hàng lần đầu thì cọc hoặc chuyển khoản giùm em. Em cảm ơn. Rồi đầu tiên giới thiệu cái cây hước. Đây, cái hước rất là lạ. Đó, cây hước này nó đo như vậy nha mọi người. Nè. Thông số của nó nè. 50. Tức là mình đo ở trên đây nè, hai cái mũi này nè. Ví dụ như mình kẹp vô cái đồ vật gì đó nè. Mình muốn đo cái bánh xe này đi. Em muốn đo cái hộp thước này đi nè. Rồi, đụng vô. Ngoập vô là nó sẽ ra kết quả. Đây tương ứng như đây ha. Đây là vạch gần 90. Đó. 90 nè. 110 đó. Cái hước này nó rất là lạ. Cái này lần đầu em lấy về luôn. Không rõ công dụng. Nó đo chiên bên cái gì nữa. Nó lạ. Cho mọi người sưu tầm. Thì mình chơi ha. Nè kích thước này. Thân này bằng nhựa mọi người. Còn cái này như nó bằng nhôm. Thử à, nó bằng nhôm mọi người. Không có hít mà nó không có nặng. Giờ chắc nó bằng nhôm đó. Đây cái độ đo nhỏ nhất nó là 5 phân nha. Đây 5 phân nè. Nè tương ứng với 50 nè. Đó 50 nhỏ nhất là 50mm ha. 50mm nhỏ nhất. Lớn nhất là đây 310. Nè 310mm nè. Đó. Đây. Đó. Nè chính xác đây 310 nè. Đó 310mm nè. Rồi, cái thước lạ này có mã số 1 nha. 350.000. Số 2 là cái kìm chuốt dây điện. Kìm này chuốt rất là ngon nha. Kìm này nó chuốt nhanh. Đây. Lưỡi nó bên trong nè. Chút nhanh mà nó có lưỡi cắt luôn. Đây em thử cầm dây điện này nhưng mà chút được nhiều cỡ dây điện từ lớn tới nhỏ đó. À.
cắt nè. Đây có cái cử để mình cắt nhanh đó mọi người, đút vô tới cái cử thì nó sẽ cắt ha. Đó. Đó. Đây là điều chỉnh dây lớn dây nhỏ nè, dây lớn thì mình xiết vô. Nhỏ nhả ra ha. Sẽ nhẹ đi. Đây hương hiệu nó. Cái hàng này là Taiwan xuất nè, chuẩn USA Mỹ nè mọi người. Đó, Taiwan sản xuất nha. Cầm rất là nặng tay nha. Chất lượng Nhật đó. Bấm rất là nhẹ, cắt rất là nhẹ, cắt dây rất là nhẹ. Nhanh nữa, cỡ dây điện nào đút vô nó cũng cắt ha. Mã này lớn nhất là tầm dây cỡ 4 ly, cho cỡ 4 ly để xuống là nó xài là ok nhất ha. Rồi kim cắt này mã số 2 mọi người, 350 ngàn. Rồi tiếp theo là cây hước kẹp Mito, đây Mito Toyo của Nhật, Made in Japan nha. Đây đây mọi người xem kỹ cái lưỡi nè, cái mũi kẹp này. Quay rất là nét nha mọi người, xem mà thấy mờ thì bấm vô chế độ HD để xem nha, Full HD đó. Cái đầu trên này á đó, qua thời gian xài nó phải chung phải có là nó mòn đi nè, cái mũi nhọn này. Cái này nó tự động tắt nha mọi người, đẩy vô hết cỡ là xíu nữa nó tắt, cứ bỏ hộp để đó ha, xài xong tự nó tắt. Này xài pin tự động tắt. Rồi cái này là nó muốn trả về không bấm giữ nút này nè, trả về không. Không một mình trả về không đó. Đo hết cỡ nè, 153.77 ly. Đó. Made in Japan. Pin trong đây mọi người, nó mở cái dít bạc ke ra là để hai pin. Cứ kẹp điện tử Mito Toyo mã số 3 nha, 750 ngàn. Rồi số 4 là bộ bánh xe nè. Tiếp tục về cái bộ bánh xe màu đen loại nhỏ nè mọi người. Đây. Mới chưa xài, nó chỉ có dơ hoặc là chày do chuyển đi thôi. Ha. Bánh này rất là chất lượng nha, nó xài 1-2 bạc đạn nè, 3 bạc đạn nha, đó. Đủ bạc đạn hết. Cho nên xài nó rất là êm mà nó
bền. Tổng 4 bánh nha, 4 bánh thì phải có 2 bánh có khóa nè, khóa bánh nè. Một bộ là 4 bánh, 2 bánh khóa, 2 bánh trơn này nè nha, để mình vô tủ ha. Rồi. Đây bánh này size nó là 45. Đường kính ngang 22. Đây chiều cao bánh là 75. Bắt ốc nè. Một bộ 4 cái này nó chịu tải khoảng tầm 150 kg nha mọi người. Tải 150 kg. Rồi mã số 4. 250.000 bộ. Rồi số 5 là cái dây móc khóa an toàn. Đây có cụm dây nha, dây má tiền và bàn sản xuất. Đây polymer thương hiệu. Móc chống an toàn. Đây dây mềm. Dây loại này nó rất là mềm nha. Còn cái này là để bắt vô cái thắt lưng nè mọi người, bắt vô thắt lưng của mình đó, rồi mình leo trèo thì lấy móc này giữ lại. Rồi đây đo cọng dây này. Rồi dây này dài 70, dài tới mấy cái mấy cái này là 70 mọi người, từ đây nè tới đây là 70 cm. Rồi móc khóa an toàn mã số 5 nha, 300.000. 300.000 dây móc này. Rồi tiếp theo là bộ bánh xe lớn. Đây về cái bộ bánh lớn luôn nè. Cũng là 4 cái luôn nè, 4 cái. Đó, bạn cột nó lại cho nó dịch tiện. 4 cái ha. Cái dòng này tải tầm 300 kg. 4 bánh cũng là 2 bao bánh có khóa, 2 bánh không khóa ha. Đây là chiều cao nó là 13 nè. Đường kính bánh này là 10. Đường ngang 3 phân. Đó, lỗ ốc nè. Rồi 4 bánh này mã số 6 nha. 400.000. Đây bánh nhựa đúc ha, bên ngoài là cao su. Cao su cứng. Có 3 bạc đạn. Nè, bạc đạn hai bên hết nè. Chắc chắn rất là trong chất lượng rất là cao loại bánh này. Rồi tiếp theo là cái quạt ion. Đây là quạt phát sóng ion. Sóng ion là nó dùng lọc khí và diệt khuẩn nha mọi người. Nè, mấy cái kim bắn ion nó nằm trong đây nè, đó. 4 kim. 4 kim ion nó còn rất là dài. Tại vì ion thì cái kim nó sẽ bắn ra và nó tác động, nó sẽ hao mòn cái kim nha mọi người. Cái này thông số là của hãng 3M nè, 3M của Mỹ. Xài điện 110-120V nè. Martin USA luôn, con này của Mỹ. Đây. 12W. À, con này của Mỹ luôn nha. 12W. Vô điện 100 xài ok. Hoặc ai có biến áp ra điện 120 thì cũng vẫn ok. Xài điện từ 100, 110, 120 vẫn được nè. Ha. Nè, nó có hai chế độ nha. 100 thì tất nhiên nó hơi, nó sẽ chạy yếu hơn là 120 ha. 120 là đủ công suất nó. Đó, tốc độ chậm nè. Rồi tốc độ nhanh. Đó mọi người nghe ha, tiếng nó rất là êm. Ngoài rất là êm.
nghe kỹ sẽ nghe mấy cái tiếng tách 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 nãy ông nó bắn rồi nó kêu tách tách. Rồi con này kích thước là 15 nhân 18 nhân 10 nhân 6.5. Rồi mã số 7 nha, 500 ngàn và cái dòng. Rồi số 8 là cây đây, cây này mọi người. Cây này lâu lắm mới gặp được cây trở lại nè. Cái cây cào đồ. Cào lá cây, cào cỏ đâu mọi người. À, kéo ra nó rất là dài, mình có thể đứng mình với xuống là cào ha nè. Đó nó bung ra như cái bột cào rất là độc đáo để cào lá cây khô hay cỏ. Cái khóa nè, nó kéo ra là nó dài tới 75 nha. Rồi đóng lại, đóng lại còn 54. Đây hàng này của Nhật nè. Đây bằng thép. À, còn cái cán này là bằng nhôm nè. Cán bằng nhôm. Còn phần dưới bằng thép. Cán bằng nhôm cho mình cầm nó nhẹ không? Không mỏi tay. Rồi cái bồ cào này mã số 8 nha, 350. Rồi tiếp theo là cái máy massage đây. Máy massage của Nhật. Là điện 100V nha. Đây, massage thương hiệu Victor. Đây hai chế độ nha, low với high nè. Mạnh, chế độ mạnh chế độ yếu ha. Công suất là 100V, điện 100V 30 đến 45W. Mút còn rất đẹp, mút đẹp nè. Cái mút đẹp nè. Mút đẹp. Máy này khá đẹp. Đây, hai tay cầm ở bên ha. Rồi em thử điện nha, điện 110 nha mọi người, điện 100V đó. 100V, 110V ok. Thông số nó là 100V. Biến áp mình 110 vẫn chạy được. Rồi con tắt on. Đó rung rồi. Rung tê tê nghe tê rất là đã nè. Đó rung tê không mọi người. Massage. Đó. Rồi nhanh nè. Chạy rất là im luôn nha, rất im. Đó. Mặc chế độ nhanh lên mới nghe được cái tiếng này. Mà cũng rất là nhỏ. Rất im. Chế độ mạnh nè. Rung rất là sướng. Nó đang rung. Rồi cái máy massage mở cái chính nha, 650 nha. Đây kích thước mút nó là 23 nhân 10. Máy nè, 6. Đó. Rồi, em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người.